Xin chào và xin chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Hào Audio. Có rất nhiều các bác thắc mắc là tại sao cái dòng loa Tannoy D700 lại được cực kỳ là nhiều người tin dùng cũng như là lựa chọn là cái cặp loa mà chúng ta chơi, chúng ta gắn bó. Thì ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video clip so sánh cũng như là đánh giá một chút xíu về cái dòng loa Tannoy D700 này, đúng không ạ? Thì các bác cũng sẽ có là dòng loa Tannoy trên dòng D thì chúng ta sẽ có là từ D100 này, D300, D500, D700 và D900 là cao cấp nhất. D100 và D300 thì chỉ là một cái cặp loa phụ xeo 2 đường tiếng mà thôi, đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta sẽ không có xét đến trong video clip này. Thì cái chiến lý của cái dòng loa Tannoy thì các bác cũng sẽ thấy là họ thiên là cái củ bát đồng trục, cái củ tép đồng trục, đúng không ạ? Vì vậy mà trên các cái dòng loa cao cấp ấy thì cũng chỉ sử dụng 2 đường tiếng mà thôi, một củ bát và một cái củ tép đồng trục phía trong, đúng không ạ? Vì vậy mà để khai thác được các cái dòng loa có cái củ tép đồng trục mà 2 đường tiếng ấy, thì chúng ta sẽ bị giới hạn về các dòng nhạc mà chúng ta có thể là khai thác, dòng loa Tannoy có thể khai thác được tốt nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng chỉ là có thể là nghe được các cái dòng nhạc chậm thôi, nhạc đồng quê, nhạc bolero, nhạc chậm thôi, đúng không ạ? Và trên các dòng loa Tannoy trên dòng D thì họ sử dụng nhiều cái driver hơn, đặc biệt là từ D500, D700 và D900, đúng không ạ? Nhiều driver hơn thì các bác cũng sẽ có là một củ bát ở phía dưới này, một củ chung và một cái củ tép đồng trục ở bên trên trong cái củ chung đấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều về cái giải bát, đúng không ạ? Hỗ trợ chúng ta rất nhiều và sẽ giúp chúng ta nghe được nhiều cái thể loại nhạc hơn này, có thể chơi tốt được nhiều các cái dòng nhạc hơn, đúng không ạ? Và nhìn thì sẽ chắc chắn là nó sẽ hầm hố hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì và đầu tiên thì chúng ta cũng phải so sánh về giá một chút xíu đi, đúng không ạ? Giá của các cái dòng loa Tannoy trên dòng D sử dụng 3 đường tiếng thì từ D500 thì có mức giá loanh quanh nó tầm 50 triệu, đúng không ạ? D700 thì từ 80 triệu quay đầu, đúng không ạ? Nên đến D900 thì nó vọt lên lên đến hơn 120 triệu, nó sắp xỉ 130 triệu, đúng không ạ? Đấy. Thì tiếp đến là chúng ta so sánh về chất âm đây, đúng không ạ? Chất âm của Tannoy D700 D500 thì các bác sẽ thấy là về cái phần trung âm của nó thì nó rất dày và nó rất là to, đúng không ạ? Nó rất to và cái giải bát thì có vẻ như là nó hơi khô một chút xíu. Đương nhiên là cái về cái tầm giá 50 triệu thì nó cũng chỉ được đến như vậy thôi, chúng ta cũng không thể làm là mà đòi hỏi cao hơn rất nhiều so với lại cái số tiền mà chúng ta bỏ ra được, đúng không ạ? Tiếp đến lên D700 thì về các cái giải tần của nó thì nó thực sự là nó hòa quyện với nhau thì nó rất là hay, nó không bị chênh, không bị phô và nó rất là đáng chơi rồi, đúng không ạ? Loanh quanh mức giá 80 triệu quay đầu. Và lên đến D900 thì nó sử dụng cái củ bát, cái driver có cái đường kính lên đến 30 cm, đúng không ạ? Thì cái mức giá nó sẽ bị đội lên rất là nhiều, đúng không ạ? Sẽ lên đến 130 triệu quay đầu, đúng không ạ? Loanh quanh tầm sấp xỉ 130 triệu đấy, đúng không ạ? Thì cái chất âm nó có hơn được D700 nhiều hay không thì đương nhiên là nó sẽ hơn, đúng không ạ? Nó sẽ hơn, nhưng với cái mức giá 50 triệu thì chúng ta sẽ đầu tư được sang rất nhiều các cái khoản khác nữa, đúng không ạ? Thì 130 triệu thì chúng ta cũng sẽ mua được các cái dòng loa Tannoy cao cấp hơn của Tannoy rồi. Ví dụ như là Tone Mary Gardner chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nghe cực kỳ là hay rồi. Vì vậy mà 80 triệu thì chúng ta cũng chỉ mua được cái cặp Sterling Gardner thôi, đúng không ạ? Chưa được cái chứ, đúng không ạ? Chưa được cái cặp cũ của Sterling GR, nhưng cái chất âm của D700 thì sẽ hay hơn rất là nhiều và chúng ta cũng sẽ chơi được nhiều các cái dòng nhạc hơn, đúng không ạ? Rất là linh động trong cái dòng nhạc, các thể loại nhạc mà chúng ta chơi. Đấy là một cái lý do, đấy là một trong số nhiều lý do mà giúp Tannoy D700 được nhiều người tin dùng cũng như là lựa chọn đến như vậy, đúng không ạ? Thì D700 thì các bác cũng sẽ có là sử dụng một cái củ bát phía dưới, đúng không ạ? Đường kính là 25 cm và một cái củ chung ở bên trên đường kính là 25 và một cái củ tép đồng trục ở bên trong. Đấy. Thì cái cặp loa này thì các bác phối ghép thì có khó hay không? Thì dòng loa này thì cũng cực kỳ là dễ phối ghép thôi. Nó sở hữu cái độ nhạy rất là cao, lên đến 93 decibel cơ, đúng không ạ? Và cái trở kháng ở đây là 6 ohm và cái giải tần một cái cặp loa này có thể đạt được là nó xuống được đến 30 Hz và nó xuống được đến 35 Hz và nó giải cao thì sẽ lên được đến 30 kHz, đúng không ạ? Thì vì vậy mà nó sẽ hòa quyện các cái giải nó hòa quyện với nhau thì nó rất là hay, đúng không ạ? Và một cái thùng loa này thì nó cũng cân nặng rất là nặng, 41 cân cho một chiếc loa và hai chiếc thì sẽ là 82 cân, đúng không ạ? Rất là nặng. Thì
Đương nhiên là với cái số tiền tầm xấp xỉ 80 triệu thì Tannoy D700 thì sẽ là một cái dòng loa cực kỳ là hợp lý khi mà chúng ta yêu cầu một cái dòng loa có tép đồng trục lại, đúng không ạ? Tiếng dày dặn, chất âm đặc trưng của Tannoy này, tiếp đến là chơi được nhiều các cái thể loại nhạc này, linh động này, đúng không ạ? Và tiếp theo là cái hình thức bên ngoài thì rất là hầm hố, rất loa rất to và nhìn rất là, tức là khi mà mình chúng ta trưng bày ở trong nhà thì nó rất là đẹp, thì đúng không ạ? Đấy, thì sau đây thì em sẽ quay gần lại hơn một chút xíu để giới thiệu với các bác về cái cặp loa mà hiện tại đang có mặt ở bên phía shop đó nhá. Đây ạ, một cái cặp loa mà về trực tiếp từ thị trường Nhật, đúng không ạ? Rất là đẹp, màu cherry. Các bác cũng sẽ có là một cái củ bát phía dưới này, đường kính là 25, đúng không ạ? Củ chung là 25 và một cái củ tép đồng trục ở bên trong. Các bác sẽ thấy là cái củ tép đồng trục ở bên trong thì nó còn rất là vàng, rất là mới, đúng không ạ? Đấy, đây là hình thức ở bên ngoài. Thì chúng ta sẽ có là họ thiết kế theo cái dạng hình nón, đúng không ạ? Hình nón thì sẽ hẹp ở phía dưới này và loe đằng ra ở phía đằng trên này. Và cái mục đích cuối cùng ấy thì hãng thiết kế theo cái hiện tượng của nó cộng hưởng học mà, đúng không ạ? Thì phía dưới nó sẽ hẹp lại này và phía trước đẩy ra, mục đích cuối cùng là đẩy cái tiếng bát, đẩy cái tiếng chung về phía trước, đúng không ạ? Đấy, nó rất là đẹp, đúng không ạ? Về các bác cũng sẽ có hai cái lỗ thoát hơi được làm ở phía sau đó nhá. Đây là cái tem tech bên Tannoy ở bên Nhật, đúng không ạ? Tech phân phối D700 màu cherry, đúng không ạ? Thì cái màu cherry thì trên dòng D thì các bác sẽ có là màu cherry này và cái màu rowwood. Màu rowwood thì nó sẽ tương tự như là cái màu màu kệ ở đây, nó rất là tối, đúng không ạ? Vì vậy mà cái màu cherry này thì được cực kỳ là các bác nó sáng màu, đúng không ạ? Rất nhiều các bác tin dùng cũng như là chọn lựa cái màu cherry này để chơi ở trong cái không gian nhà mình thì nhìn nó rất là sáng, rất là sang trọng, đúng không ạ? Các bác cũng sẽ nhìn thấy nó rất sang trọng, đặc biệt là nó tức là nó cao, nó to, nó hầm hố thì các bác chơi và các bác trưng bày trong không gian nhà mình thì cũng hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy. Cặp loa thì tất nhiên là nó không có điểm trừ rồi, rất là mới, rất là đẹp, đúng không ạ? Rất đẹp và về cái chất âm của Tannoy D700 thì cực kỳ là thuyết phục luôn nhá. Các bác cũng sẽ có là các cái dải tần nó hòa quyện với nhau để nó rất là đẹp và đặc biệt là cái tiếng bass thì rất là uy lực, đấy, đúng không ạ? Các bác là yêu thích cái chất âm của Tannoy thì không nên bỏ qua cái dòng loa Tannoy D700 này, rất đáng để chúng ta chơi cũng như là chúng ta trải nghiệm về cái dòng loa này. Thì chắc là cái video này thì em cũng xin được dừng tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video và chúc các bác nghe nhạc vui vẻ và chúc các bác có sự chọn loa một cách khôn ngoan nhất, đúng không ạ? Chơi được nhiều cái dòng nhạc nhất.